Cảm ơn gái xinh Phương Dung. Là gì lạ thế em ơi?
Bài này là bài thơ Thẩn Tìm Ai của làng Đào Thôn. Đối bài Em Đi Khắp Bốn Phương Trời, anh Ngô Quế Xỉu ạ. Chị mình hát hay quá. Cảm ơn Nguyễn Huệ. Yêu các anh chị em nhà hát con họ Bắc Ninh. Ok, cảm ơn Phương Hải Quyết nha. Xin chào cả nhà. Hôm nay nghệ sĩ Hệ Ngải về truyền dạy cho các nghệ sĩ của nhà hát một số bài hát mới. Hôm nay là sẽ học bài Thơ Thẩn Tìm Ai và bài Em Đi Khắp Bốn Phương Trời. Nó là một cặp hát đối ạ. Hát hay múa giỏi, vai nào cũng diễn được. Chị còn cả hát tuồng nhé. Con nào dậy anh nhé. Ok anh, con nào anh lên nhé, em uống rượu. Rượu phê phê vào rồi thì em sẽ truyền lại cho bác bài này. Sao sung lịch. Ngồi đây lạnh quá. Đến giờ giải lao rồi, em xếp đa tài quá. Múa thì ai mà chả múa được. À, các nghệ sĩ đang ngồi giải lao uống nước. Chào cả nhà và cảm ơn cả nhà đã ghé like của Thanh Quý nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. 10 giờ rồi. Không có nghệ sĩ Minh Thùy hả cô? Có nghệ sĩ Minh Thùy đây. Nghệ sĩ Minh Thùy ơi, có người hỏi thăm giơ cái tay lên cái. Đó, đấy nghệ sĩ Minh Thùy áo cam đấy ạ. Nghệ sĩ áo vàng là nghệ sĩ trẻ Khánh Hồng. Nghệ sĩ Minh Hiền áo nửa đen nửa trắng. Không đen không trắng. À. Nghệ sĩ Lệ Xoa. Sao và những người bạn. Xin chào cả nhà nhé, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Em tắt like nhá. Tức là em đi nghỉ uống nước cái. Chào cả nhà. Bye bye.